Xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng Control Template và đã nới qua cả Data Template. Và các bạn đã thấy được khi các bạn vận dụng thêm padding vào nó hay như thế nào. Ở bên này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Combo Box kết hợp với Data Template, kết hợp với padding để sự có được một cái Combo Box hoàn chỉnh, ngon lành, màu mè, làm đủ trò hết. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Mình sẽ tạo một project. New project. PBF Combo Box. PBF. Cái Combo Box này á, là cái bài rất là quan trọng để cho những cái bài sau list view đồ á. List view nè. Cho nên thành ra mình sẽ hướng dẫn kỹ và các bạn sẽ ứng dụng cái kỹ thuật từ cái Combo Box đưa qua để mà xài. Những bài sau mình sẽ không hướng dẫn kỹ như vậy nữa. Nên bài này các bạn cần lưu ý và thật tập trung. Ok. Rồi, bắt đầu ha. Cái Combo Box này đơn giản thôi, giống như bên WinForm cũng có một thằng có tên là Combo Box. Gõ vô Combo Box. Xong. Vậy thôi, và chúng ta có một cái Combo Box. Ha. Bạn set một số thuộc tính như là hay cho nó là bằng 200 thôi. To quá, một 200 to quá. 50 để tao vừa. Rồi cái Combo Box 50. Rồi, thằng này mình không cho nó center. Mình cho vertical alignment của nó là trên top. Rồi, mình đặt cho nó cái tên đi. Combo Box name tên là Combo Box main như vậy. Ok, chúng ta có một số thuộc tính cơ bản. Thì Combo Box này các bạn mà muốn hiển thị dữ liệu trong nó, các bạn thử qua property nè. Các bạn tìm tới thuộc tính. Nó chưa hiện nữa. Máy mình lên đợi chán quá. Đây. Các bạn tìm tới items. Danh sách items. Các bạn thêm vô. Bạn muốn thêm cái gì? Thêm gì tùy các bạn. Bạn thêm vô. Giả sử bạn muốn thêm cái button ha, hoặc là checkbox nè, Combo Box item hoặc là đủ thứ gì hết. Thêm vô, thử cái button đi. Những ngày chơi. Ngày vô nó có làm gì không? Không thấy làm gì. Có này. Đó, đủ thứ như này hết đúng không? Rồi, thử cái test content không? Có chữ content mà đúng không? Ok, word không có appearance. Appearance là chữ content. Come on, đây, content. Giả sử Volume 1. Yeah. Rồi, mình add thêm cái nữa. Rồi mình ra button 2. Là Volume 2. Đúng không? Đây. Rồi ok. Đó, cơ bắp mình thành ra là có hai cái button nằm bên trong. Và có ai nhận ra gì không? Có ai nhận ra gì không? Nó hơi bị dở hơi một cái á, là danh sách item của nó á. Không phải là cái danh sách sổ đâu. Bây giờ thử nha. Xem được có đúng không? Các bạn add cho rõ ràng mà, đúng không? Bạn add cho danh sách item rõ ràng mà tại sao lòi ra hai button? Nói như thế này nè, đó thấy chưa? Chúng mình cười không? Bạn đè được hai button. Rồi. Đúng không? Mạnh dữ vậy sao? Vậy có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể làm cả cái chuyện này. Stack panel. Đúng không? Rồi trong cái stack panel này, bạn có một cái checkbox. Rồi sau đó bạn có một cái button. Thằng này cho orientation của nó là vertical nằm ngang. Cái button này bạn cho nó content của nó là www.mailfitim.com. Nhưng mà sao tụi này nè, bạn đưa stack panel vô rồi, bạn orientation là vertical rồi mà nó cũng không chịu theo hướng của nó này. Dễ hơi đúng không? Kệ nó, cứ kẹt cho chơi được á. Rồi giờ stack thử nè. Đó, WF rất là mạnh trong phần giao diện, thấy không? Từng element của nó là những thằng này. Hay chưa? Bạn có thể nhấn được button và sử dụng nó bình thường. Một là lít vô nguyên con, hai là làm trời đó. Vậy thì nếu như bây giờ mình ứng dụng một bên là hình, một bên là chữ thì sao? Được luôn. Mình chỉ đang không hiểu là tại sao cái thằng stack panel này nó dễ hơi, nó không có chịu nhận element đúng như mình muốn thôi. Đang không hiểu là như vậy thôi. Nếu mà không được thì mình thử dùng lít đi ha. Không được stack panel thì lít đi. Mình không có grid, không có orientation vertical. Rồi hàng này đẹp nhau đúng không? Thì này mình cho nó là horizontal alignment là bằng left. Thằng này cho nó là horizontal alignment đó là right. Cũng không được luôn. Buồn chưa? Rồi cái thích này mình cho nó thật cái y đi. Cái y nó là cho là 200 đi. To rộng đó là ngon rồi ha. Rồi ok. Là biết chắc chắn là mình làm được cái kiểu là hai thằng nằm trên cùng hàng rồi đó. Thử tiếp nào. Tiếp ha.
này kế đó, tích vô thích thì làm dạ đó. Nó có thể ứng dụng trong chuyện là bạn làm một danh sách menu à, bạn nhấn vô cái thằng này nó lòi ra một nui, giả sử bạn làm menu ha à, bạn nhấn vô thằng này nó sẽ hiển thị hình rồi hiển thị cả cái tên cả cái giá lên à, là bạn đối cần phải cực khổ đúng không? Ok, tới cái bài list view mình sẽ làm cho bạn coi, thú vị lắm, dễ lắm luôn. Cơ bắp nó là nhiều chuyện rồi, không có gì tới phải list view đâu. Đó. Rồi. Đó là item của combo box. Bạn có thể làm như thế này. Ok. Combo box 1 thì mình đặt là combo box 1. Rồi, đây là level 1 của combo box đầu tiên. Mình cho cái stack panel này, cái này là stack panel đi để mình cho nhiều level combo box hơn. Bây giờ mình cho một cái combo box 2. Đó, combo box 2. Ở bên ngoài của nó cái hay của nó chắc không cần đâu. Vertical không cần đâu. Rồi. Combo box 2 này. Thằng này không cần em luôn. Thừa rồi. Combo box 2 này mình sẽ làm như thế này. Mình không có muốn mà dùng item như thế này, combo box mình không đổi dữ liệu vô được hả? Phải đổi vô được chứ. Vậy thì phải tìm cái thuộc tính nào đó để mà đổi dữ liệu vô, và thuộc tính đó chính là item sụt. Đó chính là item sụt. Bạn đổi dữ liệu vô nó sẽ lòi ra cho bạn à, rồi giờ làm sao? Để đây, mình đặt cho nó cái tên à, is name à, là cobot men à, cobot item sụt dạ, câu cái item sụt. Rồi qua đây tìm tới cái hàm lót của này đi ha. Mình cho nó cái hàm lót đã lót rồi á, mình sẽ làm một event mới qua đây nè. Cơn bơ bóp item sụt chấm item sụt, cái thuộc tính mà sử dụng của nó là thuộc tính item sụt, nó sẽ bằng một cái danh sách nào đó, mình chỉ biết là nó một bằng một cái danh sách nào đó thôi à. Rồi những danh sách này lấy ra, lấy ở đây list à, mình thử ha, cái list này mình sẽ cho nó nằm trên đây luôn, list string đúng không, list name cái gọi là list name đi. Ok. Rồi. List name bằng new list string. web.healthyteam.com rồi. Free education rồi. Share to be. Bien. Rồi, cái thằng item sụt này chính bằng list name này. Chạy chơi đi. Thằng đầu tiên, rồi một nồi item ngon lành. Thằng thứ hai, một nồi danh sách ra luôn. Nhanh gọn lẹ khỏe, rất là giống Win-Win Form, nhưng mà nó hay hơn nhiều ở một vài chỗ nữa, cùng xem nha. Rồi vậy tức là mình đã có thể đổ được dữ liệu vào bằng item sụt. Bên kia là mình dùng data sụt đúng không? Hình như vậy. Bên đây là phải dùng item sụt. Nhưng ở đây đâu phải là cái hay nhất của combo box đâu. Như thế này thằng nào mà không biết sai. Bây giờ mình sẽ thử kết hợp như thế này. Ok, mình có ngon lành rồi. Và bây giờ mình thử tạo một class public class ha. Class này gọi là food được không? Class này gọi là food à, mình sẽ có thông tin như là public name à, string name, public string name rồi public string price. Ok. Bây giờ thay vì là list string thì mình để là một list food. À. Rồi cái thông tin mình đưa vô sẽ là như thế nào? À, đầu tiên sẽ là new food. Đúng không? À, food trong đây là name là bằng gì? Name là bằng mực. À, price bằng à, hình như cái này là 200. 200 à, chấm như này chả đẹp ha. Rồi cái tốt, mình đang làm một cái danh sách thôi mà có gì đâu. Ok, ít chút lầm ha. À, ít chút lầm giá rẻ thôi, 50 ha. À. Rồi, gì nữa ha. À, hôm nay chắc tầm 75. Rồi, bài này xong, chạy thử ha.
Hiện tượng quá đơn giản luôn. Bạn nào đã xem Winform thì các bạn biết ngay cái này là cái gì. Bởi vì mình không có chỉ định cái thuộc tính để mà hiển thị của nó. Ở đây nó có tới hai thuộc tính. Bạn đang đưa vào là một class food. Danh sách các item của nó là danh sách food. Nó không biết phải hiển thị thằng nào hết. Nếu bây giờ các bạn muốn làm, các bạn sẽ để là curvebox item sụt chấm display member what. Bạn muốn hiển thị cái gì? Giả sử là name đúng không? Nè. À, rồi chạy. Xe ở đây. Không ra gì hết. Kỳ vậy. Hay em để lộn tên. Vô lý không? À. Bây giờ thử chỗ này đi. Get set. Cũng get set luôn. Rồi, chạy lại thử nào. Đó. Thiếu là thiếu cái chỗ đó đó. Cái thuộc tính mà nó lấy ra bạn phải dùng là thuộc tính property. Đó. Bạn phải dùng là property chứ không phải là variable. Hồi nãy mình không đưa cái set vào cho nên thành ra nó không phải là property mà nó chỉ là variable thôi. Ok, là một lưu ý cho các bạn nữa. Ok. Rồi. Xong. Vậy thì bây giờ giả sử mình muốn khi mà mình click vô một thằng á, mình muốn click vô một thằng curvebox chấm click hoặc là selected. Không có luôn hả? Vậy làm sao mà xác định được cái thằng chain? À, selection chain, nó có cái event là selection chain. À, rồi event là selection chain. Đó. Bây giờ ha. Thì mình muốn là mình muốn lấy được cái thằng mà nó được click á, mình muốn lấy ra cái thông tin của thằng được click. Được không? Muốn lấy ra xem nó là cái gì. Mình chỉ biết vậy thôi. Cứ to string đi xem nó là cái gì. Ok. Rồi. Thử nè, mình thử nè. Ở đây ha. À, mình lấy thẳng luôn. Rồi, mình sẽ đưa cái message ra. Spot kiểm show. Show cái gì? Show từ cái thằng combo box. Sẽ ra cái gì nữa. Combo box nè. Chấm selected. Selected item đi ha. Chấm to string. Rồi, xem nó là cái gì. Cứ từ. Rất là nhiều thứ mình phải hướng dẫn thật là kỹ để các bạn nắm cho nó vững. Không thì các bạn sẽ lơ ngơ với cái thằng này. Oh, not responding được hay vậy. Rồi, ở đây nè. Đánh lầm. À, có bó phút rồi xong phim. Chán không? Các bạn thấy chán không? Rõ ràng mình lấy được, rồi cũng được. Thì bây giờ sẽ có bạn kêu là ép kiểu nó thành là food. Rồi yes, food. Rồi sau đó bạn lấy ra cái thông tin các bạn muốn đúng không? Đâu khó đâu, cái này ai không làm được. Ai không làm được đúng không? Để bỏ này đi. Thử cái nha. Đó, rõ ràng lấy được, chuyện bình thường. Nhưng mà mình không thích. Bây giờ mình muốn như thế này. Chấm to string luôn. Đó. Mà khi nhấn vô lại sẽ ra giá. Để làm được cái đó các bạn sẽ dùng một thuộc tính nữa. Selected value but price. Rồi chạy thử nè. Nhấn cả. Ở đây không phải là selected item nha. Phải lấy là value. Selected value bad mà. Phải lấy là value. Thấy chưa? À, cái giá trị mà bạn select đó là như vậy. À, thú vị không? Vậy bây giờ sẽ bạn kêu có thể là do nãy là item nó bị vậy. Bây giờ mình note này lại. Chạy thử cho bạn coi xem ra gì. Xem mặc định nó là cái gì. Cái này cũng là một cách để mà các bạn chỉ cho nó thấy rằng khi mà bạn chọn cái value mà bạn lấy ra sẽ là cái gì đó. Thì đó, nếu như các bạn muốn lấy cái value chỉ định dùng thằng này, nếu các bạn muốn lấy nguyên cái thằng được chọn dùng item, đó là sự khác biệt giữa selected value và selected item. Bạn hiểu không? Ở WinForm cái thằng này nó không rõ ràng, nó khá là giống nhau, nhưng ở WBF các bạn sẽ thấy không phải như vậy nhờ. Ok, rồi selection thì quá dễ đúng không? Ok. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục
Bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Mình muốn như thế này. Muốn như thế này. Cái combo box 2 này nè, mình muốn sử dụng thêm cái data template vào. Muốn sử dụng data template vô. Thế là sao? Mình làm một cái là data template. Là để bất cứ cái thằng item nào đưa vô sẽ có cái kiểu của nó. Và data template thì mình muốn nó là một cái kiểu rich. Được không? À, chúng ta sẽ làm cái rich. Rich thì một bên là hình, một bên là chữ, hoặc là một cái stack panel đi. Stack panel cho nó lại. Stack panel. Thì này orientation. Oh, orientation chứ không phải orientation. Sẽ là vertical ha. Rồi. Hàng này mình có hai cái test block. Test block đầu tiên nó sẽ là giá, và test block thứ hai. Test block thứ hai nó sẽ là test block đầu tiên nó sẽ là name, test block thứ hai nó sẽ là giá. Và nó sẽ cắt nhau một khoảng bao nhiêu đó. Vậy chắc chỗ này là mình để nó là một cái width đi ha. Sử dụng một cái width cho nó đảm bảo. Và cho các bạn thấy là mình ứng dụng cái width như thế nào trong đây. Width chấm column definition mình sẽ chia làm hai. Column definition 1 và column definition 2. Thằng này nó sẽ nằm ở cái width column 0 và thằng này nằm ở width column 1. Được chưa? Rồi tiếp sau đó cái test của nó mình sẽ binding. Thằng này mình sẽ binding cái thuộc tính là name. Cái test của thằng này mình sẽ binding. Binding thuộc tính là price. Rõ ràng rồi. Được không? Rồi. Data context đã có, data template đã có, mọi thứ đã có. Chạy thôi. Hơi bị hay đấy, WBF rất là tuyệt vời. Không phải vô lý mà mình kêu binding của nó rất là mạnh. Rồi bắt đầu có lỗi nè. Lỗi đơn giản thôi, chỉ dễ hiểu mà. Đây kêu là item thuộc bằng list name. Nhưng mà các item collection must be empty before using item thuộc. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng coi. Ở đây là mình làm như là sai. Ủa nó có item collection hả? Có gì đó nó dở hơi ở đây nè. Mình đã dùng data template đặt mày. Mà nó lại báo là mình bị lỗi gì đấy. Đọc hơi khó hiểu, hơi vô lý. Để xem cái lỗi gì. Item collection must be empty before using item rule. Trong khi cái thằng này nè, các bạn vô các bạn check thử trong watch nè. Chấm items. Nó có dữ liệu của tao ơi. Cao bằng 1. Đâu ra cao bằng 1 hay vậy? Rồi. Đây. Cái vấn đề là ở đây. Mình bị thiếu một cái là combo box. Chấm. Chắc là bị như thế này, nó lỗi. Nested type as not support combo box data template. Rồi vậy support cái gì? Thử chữ template coi. Template. Rồi, data template. Cùng cho template hả? Rồi cùng cho template, cùng cho template. Sao mà cắt bát ở đó chịu không vậy? Tại biết nghe không chịu ha, rõ ràng mà sao chịu được? Tại vì đúng đó, không phải là template. Template là template cho cái combo box. Bây giờ mình cần là cầm cái template cho cái item của nó, phải có ghi chữ template luôn. Nhưng mình nhớ là có một cái là item template, đây chính là cái chúng ta cần đó. Và bây giờ mới là lúc sử dụng data template được. Đây là cách để các bạn set template cho từng cái giá trị của combo box. Rồi bây giờ mình chạy thử nha. Ok. Các bạn coi chừng bị nhầm lẫn nha. Đây là một cái lưu ý. Rồi chạy nè. Lại lỗi. Bây giờ giờ hơi ra. Đây. Can not set both display member path and item template. Đúng rồi, rõ ràng mà. Tại vì mình đã có item template rồi thì để path này chi. Chưa? Rồi vậy thì ra sao? Ta sẽ nó lại chạy. Từng lỗi để các bạn nắm và biết sửa như thế nào. Thấy không? Bây giờ. So cool. Rõ ràng mà, hả? Mỗi thằng có mỗi giá riêng rồi, thấy không? Hả? Thì bạn khi mà bạn design lại cho nó đẹp rồi á. Bạn thiết kế lại cái suộc cho nó đẹp rồi. Ha, nhưng này rõ ràng mình để lẽ ra là cái rig khi mà đưa vô là nó sẽ maximum đúng không? Mà này nó không. Buồn không chứ? Rồi bây giờ cơ bóp này nha. Cơ bóp này mình cho nó cái y là bằng
cái thằng này, cái thứ quay của thằng này là nhiêu, 500. Quay 500 thì mình muốn những cái rít nằm bên trong này nè, quay của nó cũng bằng 500 luôn. Thì thành ra có phải là những item này chia đôi ra, unit của nó là chia thành hai, chắc là nó sẽ đẹp, thử có sẽ đúng không. Đây là một cách để các bạn trang trí nhé. Xem nào. Thấy chưa, chuẩn chưa. Nhưng mà 500 nó hơi bị thừa nè, nó bị dư nè, bị hơi xích lẻ ấy. Mình xét lại sao cho nó vừa là được. Có một cái có phải những cái bài đầu mình đã nói là những cái dạng grid hoặc là panel khi đưa vô là nó tự động maximum với cái hàng trang của nó, nhưng mà thằng này ứ có để mà maximum cho thành ra là nó sẽ là minimum nó wrap content. Xét lại không được, nó phải chia chiêu. Ok, ngon chưa, đẹp tươi ngon lành. Thì bây giờ ứng dụng cái này bạn đưa hình vô cũng được luôn. Ok, nhưng cái đó hãy để các bạn tự làm, để các bạn tự phát triển thêm. Rồi, để ứng dụng luôn cái chuyện này, các bạn cũng có thể làm cái chuyện á là lấy ra danh sách form từ system này, lấy được luôn. Bạn lấy ra được danh sách form của system đó luôn. Rồi bây giờ mình thử đi, mình cho thêm cái combo box nữa. Cho thêm cái đi, cho ví dụ cho các bạn nắm được là nhiều à. Rồi is name, combo box là form hoặc là color đi ha, chọn nào vậy. Combo box color đi ha, combo box color đi. Rồi ok, rồi mình sẽ phải làm sao đó mà mình hiển thị màu cho nó dạng như vậy. Rồi để coi sao cho nó hay ta, mình sẽ đưa cái item template vào để mà mình xài ha. Rồi mình sẽ cho nó cái combo box chấm item template, đưa vào cái data template. Trong đây mình sẽ có một cái stack panel, orientation mình cho là horizontal là nằm ngang. Rồi mình cho nó một cái rectangle. Mình fill, các bạn cứ theo mình, tức là name color để name trước đi ha. Hình như là name, hình như là fill là name, đúng rồi, name đó. Rồi mình cho một số thông tin như là margin giá đẹp một chút sẽ là cách bên trái là 0.72, rồi trên 0.72 hai, đó bên này cho là cách là 5 đi, bên này không hai. Rồi cho kích thước của nó là y của nó cho là 16 thôi, thành to quá. Rồi đây mình cho một cái test block, test của nó mình binding thuộc tính là ném luôn. Rồi xong, tiếp nè, thằng này có tên là color đúng không, color đúng không. Qua đây nè, chạm chỗ lót nè, mình sẽ cho này chấm hai tầm số, thú vị thôi. Nói chung là một cái ví dụ vui cho các bạn ở cuối bài thôi ha, để các bạn tự nghịch thêm. Bằng tie off color chấm get properties, tức là get danh sách property của cái kiểu dữ liệu là color. Thú vị chưa, rồi chạy đó. Đó là cái gì mà hay quá bạn, có vài dòng thôi mà lại làm cái gì vậy. Chỗ ra color test, cái màu fill mình để sai rồi, cái màu fill mình để sai rồi. Ok, mình sẽ sửa lại code một xíu cho các bạn thấy ha. Ở đây là color có thêm s nha, tức là danh sách color luôn, danh sách color mà cái hệ thống nó để sẵn luôn. Lấy ra đây nè, color được các bạn lấy brush cũng được, thấy chưa. Là bạn đã hoàn toàn tạo được một combo box color nhanh, gọn, lẹ, khỏe. Ok, đó, bạn đã tạo được một combo box mà thông tin hiển thị của nó là color rồi đó. Ok, rồi, đâu tốn bao nhiêu đâu, bạn viết bao nhiêu dòng, chắc là khoảng bên HTML là bạn tốn khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bạn tốn 10 dòng, 11 dòng để ra được thằng này. Bạn mà làm cái này bên WinForm thì chắc chết á, đúng chưa. Và ở một cái bài stream gọi là custom control thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chuyện này ha, tạo ra một cái combo box mà combo box này nó sẽ hiển thị color. Ok rồi, và nhiều cái khác, giả sử combo box về font, về font chẳng hạn, về font chẳng hạn ha. Giả sử mình cho một cái combo box khác là hiển thị là danh sách font lên, combo box hiển thị là danh sách font lên. Đang chạy ha. Rồi ở đây có bóp phong ha. Ở đây đâu có gì đâu, phiếu thực sự nó chỉ có một cái test
một cái text block. À quên, phải có hai cái text block chứ. Một cái text block là hiển thị cái tên của form. Một cái text block thứ hai là nó hiển thị cái nội dung. Đúng chưa? Rõ là phải vậy mà. Rồi, ở đây mình thử ha. Hằng ngày mình cho là plugin ha. Nên plugin không ta? Mình nghĩ nếu mà dùng đắp bên nồi thì nó ngon hơn. Đúng không? Mình nghĩ là dùng đắp bên nồi ngon hơn. Ở đây sẽ không có orientation. Nhưng mà cái thằng này nó lại không có ôm hết. Nó wrap content nên nó buồn hơn để stuck bên nồi rồi. Plugin cho là bằng 5555, tức là plugin 5. Plugin 5 0.2 5 0.2. Rồi. Thằng này sẽ là test. Được không? Cũng là binding name luôn. Dạ, tiếp form family binding nè. Được không? Hoặc cái test này thay vì vậy mình để là hai cái tin cho con đi. Bộ phải quét chứ hay không? Cái tin cho con. À. Ok. Rồi. Để vào đây. Sẽ làm lót cái form cho nó. Check lại là combo box font chấm item show. Được không? Bạn thử cái chữ tay off này luôn phải được không? Tay off fonts. Được nè. Get properties. Rồi chạy thử. Có quả hay chứ. Bị lộn rồi ha. Mà phải lấy là form family. Mà phải lấy ra danh sách form family. Chứ là form như vậy không đủ. Được không? Cái lớn mình còn chạy ngon. Nhưng mà nãy đi hụt rồi. Vậy lại. Có form family không? Có nè. Thử. Sai nữa luôn ha. Cái này vẫn không đúng. Cái khó ở đây là bạn lấy thuộc tính cho nó đúng thôi. Cái khó ở đây là bạn lấy thuộc tính cho nó đúng thôi. Để bây giờ mình đưa cái thuộc tính vào cho nó đúng lại nha. Thật sự ở đây các bạn ghét như thế này nó hơi khó. Tại vì mình không nhớ thuộc tính bên này là cái gì. Nhưng mà các bạn có thể ghét được cái thông tin form nó nằm ở đây. Ở đây các bạn cho thằng này hai tầm sụt của nó binding. Cái gì là ít. Nhầm. Ít của mình đâu? Ủa có ít mà. Trời ơi, hơi vậy. Started. Fonts. Jump system form family. Rồi. Để thử nha. Tức là lấy ra danh sách form của hệ thống. Không có nữa. Chỗ này bạn chắc là đúng rồi bạn. Chỗ này mình bị sai. Cho nên mình để cái này thôi. Facebook name form family Biden thôi. Mình chỉ để chữ Biden thôi ha. Để Biden thôi. Rồi. Trả lại. Có thể là bị nhầm. Không có mọi tầm nào luôn, vô lý vậy. Mình nhớ rồi, ở chỗ này mình bị lộn. Phải như thế này, bỏ chữ Biden đi. Lại sẽ ra. Thiệt luôn chứ. Lý được câu hỏi Nhật Bản. Cái này nó hơi chậm. Không phải là bởi vì máy nó bị sao. Nó không phải bởi vì bị có sai. Mà là bởi vì nó đang phải lót danh sách form ra. Không, nó lót thành công rồi. Có cả ví dụ luôn. Form này kiểu là cái gì có chữ thử nè. Form là cái gì có chữ thử nè. Đó. Vậy thì nếu mà làm tương tự mình có thể biến thành còn cho mình muốn, đúng không? Tức là có thể làm cho nó đẹp hơn trước, mỗi thằng một bên làm cái rít giống như này. Đó, rồi bạn làm mỗi thằng một bên kiểu đẹp đẹp một chút rồi ra. Dạ, đó. Mình lót được cái phong nữa kiểu như thế này. Mình kiếm được cái phong hobo có không? Có. Đó. Chữ khác lại. Ok. Rồi. Ok. Thử đơn giản thôi, thử qua đây nghịch. Nếu không dùng color thì dùng brush. Nhìn sạch brush là sẽ có. Sạch brush không thú vị luôn. Có luôn nè. Brush với color trông nó khá là giống nhau. Brush color. Rồi. Bài này hướng dẫn các bạn như vậy thôi. Hướng dẫn các bạn sử dụng combo box. Mục đích cái combo box dễ sử dụng lắm. Nhưng mà mục đích chính là hướng dẫn các bạn làm quen với combo box kết hợp với data template.
kết hợp với Biden lót dữ liệu lên. Và các bạn thấy mình đã làm được rất là nhiều thứ, nào là lót được dữ liệu đưa vào item bình thường làm nhiều chọn đây, nào là lót dữ liệu theo item show rồi có data template ở đây foot đúng không, rồi lót được danh sách color của system lên, rồi lót được danh sách font của system lên là được. Rồi ok thì vậy thôi. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng list view, nó giống như combo box thôi, không có gì hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng, ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình